cái bài pháp mà lần đầu tiên mà tôi giảng tại đây ấy, nó rõ ràng tôi cũng nhiều cái gì nghe, cho nên chiều nay đó là tôi giảng pháp xong rồi tôi sẽ nói một câu cúng cúng để mà rước ông bà về. Tại vì á hồi đó tới giờ muốn giảng pháp cho ông bà mà giảng không có nghe được, cứ bị dội dội. Bây giờ quý vị thấy đỡ rất là nhiều rồi phải không? Đó, nghe tiếng sự phụ rõ. Thì bữa nay cái bài pháp này là tôi giảng cho Củ Quyền của quý vị ở hôm nay được nhiều lời lạc lắm. Tại vì cái bài pháp này nó có vấn đề mà tôi chia cái level của những người tự tu theo Phật có từng giai đoạn. Cho nên những chuyện kinh nghiệm mà người tự tu đã phải dắt phải ở đây tôi nói. Má xong chưa con? Dạ xong rồi. Dạ. Kính thưa quý vị, khi mà tôi xảy ra những cái chuyện mà ví dụ chúng ta này có một cặp vợ chồng ví dụ mới vào đây, tôi đang nói trường hợp là vợ chồng có em, thì quý vị là những người trực tiếp đã làm vị trí quản lý và quy hoạch. Tôi còn thấy hai vợ chồng này phát tâm rộng lớn không? Có không được, tôi làm biết gì là biết rộng lớn không? Mà tại sao tôi lại đi với vợ chồng của Bảo Liên với Nguyên Lập? Cách đây hơn 2 năm tuần, tôi ở bên Seattle, ở Center. Thì Bảo Liên có gọi lên, nó nói tại sao mà con mới vô đây không bao lâu mà con muốn rời, muốn đi ra khỏi làng, muốn nghe chuyện này không? Nghe. À, muốn nghe chuyện này đó. Ủa như vậy là cô Hồng Trụ có ăn hiếp con không? Dạ không có. Rồi tôi hỏi Diệu Thiện có ăn hiếp con không? Dạ không. Rồi tôi hỏi vậy cái cô tìm ra cái lý do nào không? Dạ không biết. Không ra cái lý do nào hết, tự nhiên là cổ là thuộc về cái dãy nhà đại gia thôi quý vị, nó liên nhà đại gia không? Rồi kế bên là cô Hồng Viên. Thì tôi nói nếu mà con như vậy đó là con đang bị ma chiếu. Thầy hỏi thật, nếu mà cô Hồng Trụ không ăn hiếp con, cô Diệu Thị không ăn hiếp con, rồi tất cả cư dân trong làng đều không ăn hiếp con thì cái này là ma chiếu. Thì tôi mới tại vì tôi hỏi con Liên đó, làm cho đây để tưởng tiền nó xấu con cái gì nữa. Con tiền nó lý do nào cũng tự nhiên. Con kéo cái nhà vào đây để con ở. Và con nghĩ gì mẹ con? Mẹ con nó phôi ra cho con biết con đủ cái gì. Nhưng mà mẹ con lại không thích cái hôm nay. Nghĩa là có những người mà quý vị đứng ngoài quý vị nghe đó, đó là vợ chồng con Liên kéo cái nhà mới tin. Mà thuộc cái lời đại gia đó, để con ở. Hãy đưa về Việt Nam đó. Cho nên cái chuyện này tôi giảng thì tôi hiểu. Khi mà cái người ta hết bác phước bác của trời ấy, là người ta không chịu ngồi cái chỗ của người ta. Tức là cái nhà này là anh em mua cái nhà, hay vợ chồng mua nhà, con làm cho mẹ vô ở. Rồi sao tôi cứ hỏi gì buồn cái gì, nó không buồn. Rồi tôi hỏi là con có gây gỗ gì với người lắm, cái giảng này sao con có quạo với người lắm. Nó nói cái tôi cái điện thoại tôi gọi người lắm. Ở Nguyên Lập, lúc này thấy con Liên nó đỡ đánh rồi, Nguyên Lập, dạ, có mà sao mà Nguyên xin tôi đây, thấy không? Cậu bỏ. Rồi tôi cũng mới đi file rồi tôi lên. Thì tôi nói như vậy đó, cái này là con đang bị ma chiếu trong vấn đề tu hành. Khi một người mà đến tu với cái tâm mà rất là mãnh liệt, tại vì con Liên nó đưa má gì người ta rồi. Tức là má nó không thích ở trong làng, mặc dù nó kéo cái nhà của thằng mẹ và cuối cùng rồi là Quảng Tiên mới vào đây và xin cho là Sa Di Bồ Tát, tức là hoạt động như một vị Bồ Tát chứ. Và hai người này đều có tuổi trẻ mà chấm dứt chuyện vợ chồng rồi, rất là tốt. Hai người này đã tích lũy cái tài sản đủ để mà giải quyết những cái việc ở thế gian vô vọng, tức là hai người này đã
trong thời gian ở lại thế gian đã tích lũy được cái số tiền thu của con hiểu không? Làm gì không biết, nhưng mà đã giờ những lần mới làm mấy của con thì họ đã dữ dàng. Thì tôi nói như vậy, bây giờ con á, phải là con làm quá nhiều. Ủa sao không có gì? Tại vì cô học chủ không làm phiền, thầy dạy không làm phiền, bác tưởng đạo không làm phiền, cô dự thiện không làm phiền, con tự động có tư tưởng đời đạt. Tức là con đang bị cái con ma ngũ dục nó lôi kéo. Khi mình vào trong chùa mình tu mà mình không nếm được cái mùi pháp vị đó, thì mình mới so sánh đồ á. Sao mình không chắc hai vợ chồng mình nó là chủ nhà có nhà cửa cho thuê, bây giờ vô đây làm luôn xu luôn cả ngày, thì đó là những tư tưởng, đó là kêu là tư tưởng gì, giọng hay là thật, nó kêu là giọng tưởng. Cho nên vấn đề hôm nay thầy nói không phải là cái vấn đề mà hồi nãy tôi nói những người tu thiền mà bị ma phá, tu thiền mà ma phá thì kiểu nó nhập luôn, tại vì mình ngồi thầm bậy mình giọng tưởng mình mở luôn xa đó. Cho nên hồi sáng này tôi nói để tự tôi ai muốn tu thiền thì trình bày với tôi chỉ cho. Những con đường tôi đã đi qua rồi, tu thiền là phải là ơn bỏ một năm trời để nghiên cứu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, thực hành sâu xa cái pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, ngài soi thấy năm đủ điều không qua hết thể hóa, soi được cái câu đó rồi có tu thiền rồi. Nếu mà không soi được cái câu đó thì đi vào được bao nhiêu năm hay một năm, và con thì không đến được pháp vị mà con làm việc quá nhiều. Và vô chùa thì rõ ràng không có biết được một Phật viện. Tại vì khi bởi vì cái câu Phật nói nhất niên Phật hiện tiền, tức là khi mình mới phát tâm á, cái tâm mình lớn không cái gì? Dạ lớn. Cũng như hồi xưa thầy làm cái đàn này đó. Cái ngày khách làm chẳng hạn người đúng không? Có không? Cả nhà người mặc dù lúc đó là cây mới phát quang chưa có đạt được thị trường, nhưng mà người ta đến đó. Tại vì lúc đó người ta làm là đúng, nhưng khi dần dần họ cứ tưởng là vô đây là Phật Di Đà, nó bỏ họ đi trường đạo, không có thiền tu mà vô đây rồi sáng nó phải trong tâm nghiêm năm giờ rưỡi dậy đó, ra ngủ cho nó đã, rồi vô đây cái thời khóa của thầy là 6 giờ sáng, thì 5 giờ rưỡi tụi con phải dậy xúc miệng rửa mặt vệ sinh cá nhân, cho tới lần lũi theo những cái thời gian là mình bị cái con ma ái nhiễm của những cái bà nội còn lại cũng về con cháu tổng giết cái ma ái nhiễm ở gia đình nó kém lên, cho nên nhiều bà bán nhà sang lại cái nhà mà mình đã có để rồi về rồi chết luôn. Là có lời nói về cái gì, có những cái ông tu rất là giỏi, cái bác có kêu con rất là đẹp chung con số bác nó như là cái gì học cái gì thiên học. Rồi sau đó bác về Việt Nam bác lại chết rồi đó. Rồi có những người có nhà bên này như là cô Liễu, cô Nguyễn cái gì đó, Dư Nguyễn, cái nhà của cổ đó thì đem lại cái lợi ích là bà quản liên má của đánh sanh cho cái cổ, là nhờ cái nhà của cổ, cho nên má được đưa vô đó bà quản liên mình vừa hồi điện rồi đi. Rồi bây giờ bà về cái đó, con cháu về trên đó, rồi cái cuối cùng khi mà bà con chung thì bà ở trên đó mình không làm được hết, mà cái con cháu thì không có báo nữa. Mà bây giờ cái nhà nó tôi biết thì như là nãy mình đi không có ai thì nó có cái em cũng có thể tự đưa đó, đúng không? Cho nên cái vấn đề ma chiếu ở đây tôi nói chưa, tôi nói con ma mễ tôi nghe đó là quản lý người gì cái gì, quản lý nó là cái gì hay là mễ, cho nên tôi kể chuyện con ma mễ tôi nghe. Quản lý này ngày nay nó ăn món đồ nó ăn gì món mễ đâu, nó lại bụi đồ rồi phải không? Thì tôi dạy chuyện mễ thì nó lại món mễ, mà khi con ma nó quậy là ma mễ. Thành ra đó mình tu làm sao đó mà khi mình chưa vô chùa mình ngọt ngào với chồng mình, mà mình tu thời gian rồi mình lại sân hận với chồng mình, tức là sân sinh lo rồi. Thì bữa sư phụ hỏi con đó để điều tra đi, rõ ràng là có ông chủ không ăn hiếp trong này ta đi không ăn hiếp, mà hỏi con lý do là con muốn rời làm, không biết tại sao con đầu con vậy, cũng vậy là cái con ăn ngủ dục tài sắc danh thực và thùy, tức là con đang làm một năm vậy là bao nhiêu tiền nhà hàng bán, nữa là hai vợ chồng bán, nữa là mở công ty
kéo cái nhà đại gia liền, cái khu đó đi theo cái phong trào đại gia đó. Rồi bây giờ mẹ mình không câu cái mình thuộc hẳn. Rồi vô đây thấy suốt ngày bây giờ sư phụ này giao cho cái người nhà biết. Đúng không quý vị? Sư phụ đó từ nay, 10 năm nay đó là nhà biết tổ đình đó, họ cứ đi qua vài chỗ đó là cho họ nghĩ là không biết tôi kêu cũng phải được đâu. Thì có lẽ là bị gì khác được đó, tôi không hiểu được nó cái gì. Thành ra từ đó tôi muốn hạ hồi đó là bà chủ mình muốn nấu là nấu, mình không nấu được thôi, mình đóng cửa, mình để là sorry we close, phải không? Nhưng mà đây con sư phụ cũng giao vậy, không sorry we close được. Không? Sao bị áp lực? Cho nên những cái đó nó kêu là ngoại na, những cái ngoại cảnh nó khẩu rồi. Cho nên thầy khuyên tụi con á, tu từ từ. Sao tụi tôi hỏi giờ con hành trì thế nào? Nghe nói ngoại chương trình con hành trì không? Giờ con hành trì gì? Tụi nhiều không? Ngày đi kiếm không? Sáng? 6-7 biết lăng nghiêm. Tôi chỉ yêu cầu một biết lăng nghiêm. Giờ 6-7 biết luôn. Rồi, sao nữa? Kinh Phổ Môn, rồi Kinh A Di Đà, rồi Lại Phật, sao không? Mấy 200 đại gì đối nhà. Tôi bắt cái gì một tụng một tiếng mà tụi con còn có đứa trốn nữa không? Một tiếng mà nó chơi 7 tiếng là cái điều gì quý vị? Cái này là nó sử dụng trụ siêu quá nặng, nó bị lời thuốc. Chơi 7 tiếng là nghe xong rồi lại tụng qua cái Phật Đánh Tôn Thắng nữa. Đúng chú đi nữa. Rồi tụi tôi đã tụng hát xong rồi lại là tụng Kinh Phổ Môn là tụng ai? Là phẩm thứ 25 đó. Kinh Phổ Môn hồi xưa là Như Thích Cầu An đó. Mình biết tên này nó là của Ca Diếp. Rồi chơi luôn Kinh Di Đà nữa. Rồi làm cái gì Ngài Sám Hối nữa. Rồi là làm thôi là 300 cái gì điều phần Ngài Sám Hối nữa. Cộng với công việc nhận biết. Cho nên cái người này đó là nhất đi Phật Thiền Tiền vì dụng công quá mức. Nhưng mà nó chưa có ngộ được cái gì hết. Nó nên bắt đầu nản. Chứ cũng đâu có lên chương trình là bắt giờ con thương như vậy. Tôi có thể sai mà. Mà cái đầu tiên là sư phụ phải tìm hiểu. Phải tìm hiểu ngay. Mà tìm hiểu là mình có biết, mà nếu mình không tìm hiểu là nó sẽ đi tới cái chỗ là không bảo tiên thì nó làm thì chặt nó chả nó chán rồi bắt đầu là ba chứng này ra là nó sẽ ra một cái lại. Nhưng mà sư phụ trở lại rồi sư phụ nói. Bây giờ nó ra con gì? Mình phải biết cũng nghe không? Nghe không? Ồ, nghe cho nó nghe, chứ nói cho nó mà nói cho nó nói táo nghe mà nghe cũng được. Cho nên sư phụ khuyên hồi xưa sư phụ đã trải qua cái giai đoạn đó. Nghe không? Mình đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì ngủ. Đúng không quý vị? Cái thực tá này, thầy ra cái thực tá rất đơn giản. Hai thời công phu, tức là sáng là niên, chiều có thời gian tạm, chiều có thời gian đã, thì giờ mình muốn được thì tự đi nhập vô trong cái nhóm của Thảo, Thượng Đế, không ai nói gì hết. Cho nên, hồi đó lâu lâu, hồi nhỏ mà mình muốn nổi, là mình ra mình tự nhiên trước để chúng về. Nói dạ, cho con Thượng Lan Niên 2 giờ sáng, ông Hòa Thượng nói chi vậy? Nói giờ để con Thượng thêm 3 thời, để cho đi trước để chúng, mục đích là gì? Gian ra cái gì? Nó ngầm cho mình nổi lên. Rồi đó, mà mình làm như vậy mà mình phát biệt sao? Mình phát biệt có 13 năm tuổi như vậy. Nhưng mà làm nó có 3 ngày đuối rồi. Đuối rồi sao? Nản. Nản rồi quạo là bỏ đọc của hành đoàn mà chửi. Mình chú với ai? Tự mình. Cho nên bà tưởng kêu lên. Ông nói cái này bỏ đi nha. Bình thường tâm là đạo. Cái này cũng mất bình thường rồi. Thấy không? Rồi cái một thời gian cái nghe ngày hôm qua nghe ăn cái lá tùng đó, lá tùng là nó thông cái gì? Mở ra ngày Bồ Tát chạy đi xin bờ thượng cho con ăn lá tùng. Ngày đó lá tùng ở đâu ăn? Cái con nói bây giờ đây có con chùa có lá chuối, ăn lá chuối. Mới ăn bao lâu? Có nhà đi ra nhà ăn một năm, con có quyền ăn một năm. Ăn hai đường này có người sẽ lè như là lắm. Lá chuối nó làm sinh đẻ luôn, đi không được. Thì những cái đó là những cái kêu là nổi loạn trong cuộc tu. Mình đó, nó một cái hình thức mình muốn nổi. Rồi đó, tự nhiên nó là ngày mà thường cho sức ăn này, cho ăn sáng ăn cháo, trưa ăn ngọ, chiều ăn luôn, cho ba bữa làm hoài.
xin quá đi, cho nên tôi phạt nó ngày nay không có được ăn ở dưới nữa, cũng cứu mình lắm. Rồi nó đòi ăn một ngày mà nó xin ăn ba bữa mà nó đi về cái đầu nó hư, phạt nó không có được, phải ăn ba bữa nữa tôi, thấy không? Thành ra nó không thèm cứu mình, thành ra chỉ có mình đó là mình biết ông cứu mình thôi. Nhưng mà người ta thì thấy là cái nỗi đau khổ của tôi là không được thực hành cái lời nguyện, cho nên thầy nói tụi con tu nó sẽ tạo ra từng giai đoạn. Cái giai đoạn lúc đầu là ưa phát tâm quá mạnh, mà quá mạnh nếu mà tu thiền á thì sẽ bị mang chứng cái nhập vô điện, giống như trường hợp con tôi đó. Tu thiền rồi tự động mình mở những cái luân xa tầm bảy tầm bạ ở trên mạng nó dạy, cái nhà mình đó là có cái khóa rồi, cái thân tứ đại này là cái thân của mình đã nhờ cái vô minh của mình nó lúc giữa cái thế giới người âm và người trần, nó có một cái kêu là thế giới song song. Ở đây nó có đó, tụi con có thấy được, tại vì tụi con còn cái màn vô minh. Nhưng mà nhờ cái màn vô minh đó, tụi con mới sống trọn cái cuộc đời cho tới khi mà phút lâm chung. Cho nên tụi con để ý những người mà đã có cha mẹ sắp qua đời, tụi con thấy bắt đầu từ từ đó là thấy ông ngoại bà ngoại, ông nội bà nội, thấy những người. Tôi nói cái này đó là cái gì đã trải rồi, tức là những người đã mất đâu là thấy. Tại sao vậy? Vì lúc đó cái từ trường của mỗi người mình sắp hết, và cái từ trường của ông mình mạnh lên, cho nên cái bức tường ngăn cách giữa cái thế giới song song đó là bị phá vỡ. Nhưng mà phá vỡ lúc đó thì cái thân mình nó là thuộc cái loại là thân già luôn, không có lợi ích gì. Quý vị có biết có nhiều con ma nó nhập vào những cái bà già được 90 tuổi, quý vị biết nó nhập vô ăn uống như có 10 năm sau con chết vì tin chuyện đó chưa? Cái giai đoạn đó nếu không có một tâm đó, là nó nhập luôn, nó nhập thành người khác luôn, thành người khác luôn. Tôi đã từng chứng kiến những cái đám như vậy rồi. Cái người đó là tôi còn sắp chết rồi, nhưng mà trong lúc họ vừa xuất ra là con ma nó vô liền, mà con ma nó vô liền nó có thần lực của con ma, cho nên nó giữ được nhịp tim khoảng 10 năm. Mà ban ngày con ăn tối đó, đem để là con cháu đi ngủ là xuống ăn như là nghỉ vậy, có lời nó nói chưa cái gì? Dạ có rồi đó. Cho nên một lần nữa những người tu có thể yêu cầu bình thường tâm là đạo, tụi con đừng có đi quá mức bình thường rồi tụi con nản. Con người mình chứ đâu phải là cái máy đâu, mà giờ đi chân là 7 miếng là đi, mà trong lời nghe đó tụi con đi là cái miếng rồi 7 miếng rồi nhiêu, rồi ráng làm cho nhiều, rồi lên là còn nấu ăn, phải không được nấu ăn, rồi để tụng thiên thần ở đây nó có bắt. Cho nên khi mà nó nặng quá rồi thì con ba con tâm nó là hồi bỏ làm đi về, nó không thể đỡ lên cuộc đời mình dùng. Cho nên thầy nói cái này hy vọng là con tim nó nghe và nó chỉnh đốn lên cuộc đời tu hành của nó. Nó không bao giờ nó nghe lộn như Nguyên Lộc, mà ngày xưa chưa tu mà không nghe lộn, mà bây giờ tu là nghe lộn, tức là có sinh sinh rôn rồi. Thì áp lực quá mạnh, không biết chút cho ai, chút cho ông xã mình. Cho nên con phải để ý, con để ý. Thì chỉ có con là người bạn đời, mặc dù tụi con không còn chuyện vợ chồng, nhưng mà tụi con phải để ý. Tại vì khi nó có cái gì lạ là phải báo sư phụ, mà mai là con bảo tiên nó gọi thầy. Chứ nếu nó không gọi là sao gì? Vài bữa nó kêu nó bán mình không biết đi đâu, mà nó không hiểu. Cho nên đối với sư phụ là người đi trước, sư phụ đã trải qua hết những cái giai đoạn đó. Cho nên xung quanh chúng ta có một cái thế giới mà nghĩ lúc nào mà theo con mẹ cho con 24/24. Cho nên cái chuyện mà con của bà Túc từ sáng đến bà nói một ngày cái kia nó nói chuyện không phải là nó, cô Túc có đồng ý không? Nó nói cô nhìn cô mắt của con luôn, nó khác. Lúc mà nó nói gì cho cô kiếm là cô mắt là không phải là con của mắt của thằng kia đi, cô có đồng ý không? Cái mặt đó, một ngày biết sáng mặt luôn đó, và cái đó là cô phải báo liền. Mà cô này lại biết ở đây có mấy người mà cô này không báo chuyện đó là cô là nó không phải là nó nữa rồi, nó bị cái nhà, nó bị người ta vô người ta đọt xá. Cho nên một lần nữa thầy tha thiết kêu mời tụi con, nếu muốn tu thiền phải có thầy, muốn tu thiền thì phải hiểu, coi như là quán, coi như chiếu kiến của gì, những chiếu tướng bây giờ mình vô đi học bằng cái ông thầy đó, chiếu tướng mình, đã nghĩ mình không? Ta đi học bằng cái ông thầy chiếu tướng đâu vậy? Thì tụi con chiếu tướng mà phải tập trung vào. Tại sao ngày quan thế Bồ Tát ngày có một biệt danh là quán tự tại,
Bồ Tát thực hành sâu xa pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, ngài soi thấy năm muốn điều không qua tới đại cầu ạ. Mà cái bài kinh Bát Nhã này mình thuộc chưa? Đa số điều thuộc thì tâm định độ tâm điều thuộc. Mà tại sao chúng ta cứ khổ bài vậy? Chúng ta chỉ là tập từ con kết thôi. Ngũ vững là gì? Là sắc, sắc thân này. Soi thấy cái thân này không thật. Bây giờ cái thân này nó thật hay là nó giả luôn cái gì? Nó chỉ là những cái chất dai mượn. Nó dai mượn cái gì? Thọ, tưởng, hành và thức. Sắc là cái thứ nhớ được cái gì mà lời nó gọi là sắc tướng. Thọ là cảm thọ, tưởng là vọng tưởng, hành là cái hành động, thức là nhận thức. Bây giờ cái gì tại sao mà cái cảm thọ không đúng, cảm thọ không đúng? Thí dụ như bây giờ đó, quý vị biết tụi vị cầu thơ đó để biết bố mày lại có cầu đó không? Mà khi vô đây tự nhiên có một thằng đó mình biết bố mày là ai, là mình muốn gì không? Cũng là dạng cổ rồi đó. Mà chưa chắc. Nhiều khi á, mấy nhỏ nó quen. Tôi vừa rồi tôi ở bên Tử Định có mấy nhỏ đi chơi với thằng Thang lên. Hai đứa nó chơi trong phòng. Thì nó thích là nó chơi máy, thì nó học cái câu mày biết bố mày là ai không? Cảm ơn bọn cái vụ đi. Chạy ra không phải. Nó là cháu của một bà cụ. Thì tụi con thấy không, cái cảm thọ đâu có đúng. Tụi con thấy rõ ràng. Bây giờ như mà chưa thì có nói ông bà thường thầy thầy nó đố thầy. Một người rất là sạch và một người rất là tư dân. Mà khi đi làm về công tác có người nào tắm trước thì tôi nói người ở dơ tắm trước. Không không. Người ở sạch tắm trước. Người ở dơ thì ở dơ 3 tháng mà thêm tháng nó cũng sạch. Cái tưởng mình là cái đặt. Cho nên đó. Rồi bây giờ cũng vậy, cũng cái ông chồng cũng như vậy, cũng bà vợ cũng như vậy, mà hồi đó tại sao mà quý vị mê vậy? Đến nỗi ba má cảm, giá nào cũng nhào vô, đến nỗi cũng phải theo cho được. Rồi bây giờ còn ngó lại giả, không có cái gì đáng thương hay sao vậy? Hả? Quý vị nhìn cho thầy, tức là người ta kêu là vọng tưởng. Mình cứ tưởng là ngon cho luôn, mình cứ thấy vậy cứ mình tưởng. Mình thấy chở má nó đi chùa, mặc áo tràng. Mình thấy nó ngon chắc là về nhà nó sẽ là không có gia trưởng. Nhưng mà mình không có biết. Thấy không? Cho nên á, những cái đó Đức Phật nói mình soi cho rõ gì cho thầy. Giống như đi soi ruột vậy đó. Thấy không? Soi cái thân này không thật. Mà thân này không thật rồi thì con có thể tìm ra cái thật. Cái thật đó là không có hình tướng. Thấy không? Vì nó không có hình tướng cho nên á, Phật nó kêu là bất sanh bất diệt. Cái đó là cái Phật tánh đó. Nha. Cái đó là cái Phật tánh đó. Tôi có một người đệ tử, họ nói làm quá thầy, hồi con chưa hiểu chữ Bát Nhã, trời ơi, con vợ con về Việt Nam là con phải kiểm soát được đồng bạc mà con đau khổ, mình ở đây mình tính đi làm, con vợ mình tại sao mà nó lại lấy tiền, nó về nó lương với cái dòng họ của nó vậy, trời ơi, mình ở đây mình hạ thiện cho con đau khổ, là con khó chịu, nhưng mà khi con hiểu nghĩa của kinh Bát Nhã là sắc tức thì không, không tức thì sắc. Tức là cha mẹ vợ và cha mẹ ruột mình là một. Cái tự nhiên con thấy con thoải mái quá thầy. Mà bây giờ con thoải mái rồi, con gửi 500 mà con còn kiểm soát, còn gằn gặt, không được xài. Mà bây giờ con nó cứ cầm gì được cứ xài đi em. Mà lòng con cảm thấy cái đồng tiền mình nó có giá trị, có giá trị sao? Họ nói hồi xưa con mới là thanh tiền. Mà con là cái loại, cái đồng tiền có giá trị khi ba má con còn sống. Thôi rồi sống tại sao mà có giá trị? Thì cái vị phật tử này họ nói, tại vì mỗi một lần mà con lãnh lương á, mà con đưa cho má con 1.000 á, cái mặt nó vui vui không cái gì? Tụi con bây giờ đó, tụi con cái câu này là con thầy muốn thay thị cho con thầy. Cái đồng tiền nó chẳng có giá trị gì khi cha mẹ mình qua đời. Cái đồng tiền nó không có giá trị gì, tại vì mình sống không phải để mà sống như con vật, mà sống còn có hiếu thời. Mà quý vị nghĩ ai thì ai mất mẹ rồi nhớ lại cái thời gian mà mình lại cầm lại cho mẹ 1.000 đồng, cái giấy mặt của bà là vui thế nào? Tụi con nhớ lại cho ba là 1.000 đồng, họ vui thế nào? Mặc dù không có thiếu tiền,
Tụi con ngay bây giờ có những người đã có con đó, mà tự động con, tụi con nó chỉ cần 100-200 cái này cho má cũng bớt đi. Tụi con thấy nó vui là cho nên cái việc này mà nói khi ba má con đã đi vào cõi vô thường thì tụi con thấy hụt hẫng. Tiền không có giá trị gì nữa, tụi con có hiểu thầy nói cái gì? Tiền không làm vui được, không làm vui được cho mẹ mình, không làm vui được cho cha mình. Cũng như giờ thầy nói thầy chơi bây giờ mẹ con mất rồi đó. Hồi xưa con cũng có thể là thỉnh thoảng có về cho mẹ không? Thì con nghĩ con chồng thì học tiền đó, chứ chắc để con nghe. Con nhớ cho bản thân ngày đi, hay là người tự nhớ thân ngày như này. Lót lót cho mấy đứa gì nè, mấy đứa sao? Thì cái anh này là nói cái giác ngộ của con đó, là từ khi con mất mẹ rồi. Bây giờ tôi nói là mẹ khóc, tôi nói không phải với con đâu nha, nói người khác đó, mà giống giống con thôi. Con đã được làm kỹ sư, bởi còn con mẹ mãi muốn cái nhà là con mua nhà. Khi mà cửa lô mẹ mua rồi á, mua cái xe cho mẹ đi rồi á, mặc dù ở trong gia đình con có những đứa nó làm ít tiền hơn, nhưng mà mỗi lần con lãnh lương về con đưa cái chết cho mẹ con, hay là con đưa tiền mặt cho mẹ con thấy mẹ yêu thương. Cái đồng tiền con có giá trị, mà bây giờ cái đồng tiền con có ôm một tỷ đô la cũng không có giá trị nữa. Vì cái đồng tiền nó không làm cho người mẹ mình vui, mà cái người mẹ mình vui đó là cái mà Đức Phật càng cuộc sống. Vì Phật càng cha mẹ là ngang dưới Phật đó nha. Cho nên cái anh mẹ nói là anh hiểu chuyện bắt nhà rồi, anh có thấy của con đâu có thay đổi gì đâu, con vẫn như vậy cũng 150 rồi, con vẫn y chang. Mà tại sao con thấy mẹ mình đã mất, ba mình đã mất, bây giờ vừa rồi thầy có giảng về cái đại ngã Đức Phật Thích Ca này nói, khi ngài sanh ra ngài đi thiên thượng thiên hạ duy ngã là tôn. Phật nói cho con hồi đó mà hiểu lầm đó là ông Phật này quá ngã mạn, nhưng mà chính nhờ cái ngã đó mà ông Phật nó thành Phật. Quý vị chỉ đặt cái ngã trên cha mẹ của mình thôi, mà không đặt được cái ngã trên cha mẹ vợ, cha mẹ chồng, cho nên nó làm cho cái gì đau khổ. Và cái người Phật tử này họ nghe thầy giảng ông Phật Thích Ca là nó trên trời dưới đất, ta đặt cái ngã lên tất cả chúng sanh, cũng như thầy có cái niềm vui. Thầy đi thăm nhà tử già, thầy nãy thầy đi mới có bao nhiêu người nhà, mà thấy tụi nó giấu nước để tội quá. Nó chưa là tôi tiêu lòn giờ người ta chứ. Tôi đi là tại vì tôi ngồi trên này tôi nhìn, tôi thấy thầy tử tôi nó già, mỗi ngày là già. Tụi con ở dưới tụi con không thấy được sư phụ ngồi trên chánh điện á, cứ thấy một cái bà già kỳ trước mình về thì bà ngồi lên đứng xuống rất là lẹ, còn bây giờ bà phải đưa cái tay chụp chụp về, thấy không? Rồi hồi đó là tôi cũng nhận cái ông trung tá hay không có rồi, ông về chồng gì không có đi mà ông Khải. Hồi đó là tôi cứ nghĩ ông này là một thời mà nghĩ cái sĩ quan hải quân hồi đó nó quan liêu, chứ không phải như là hải quân không quân không có quan liêu, mà hải quân á là thầy thấy nó là vô cái phòng ăn á là sĩ quan là trước lính thân tướng quân vô cái con của cái phòng ăn sĩ quan. Nhưng mà lúc đó tôi thúc ông hoài, ông có mấy đứa con, nhà tôi có năm đứa hả, năm đứa con trai hả? Rồi hai đứa gái ba thằng trai, cháu nội mấy đứa? Cháu nội hai ba. Cháu ngoại? Hai. Quá nhiều luôn. Mỗi lần tôi hỏi cái đó là tôi tại sao mà cháu con trở lại gì mà để hai bà nhiều nhất cho đi như vậy? Nhưng mà khi tôi biết tới cái mức độ này rồi là tôi có hỏi thăm hoài, thì tôi biết là con cháu giờ nó bị bận rộn, nó không có biết có những người đã mất được cái lo cho cha mẹ mình không có biết. Cho nên tôi nói bây giờ là tôi xuống cái gì tôi đó, tôi bây giờ bảo ông bà yên chí đi, tôi khuyến khích con ông bà vô đây để ra hiếu đi sau này nó khỏi thân thần. Nhưng mà bây giờ là tụi nó là coi như là quên rồi thì sư phụ, thứ nhất ông là một trung tá của gì mà ông bà, ông là cái người đã có cái tình nghĩa đã đợi cho tổ quốc, thầy có những thời gian đi công chơi thầy lo, mà bây giờ ai nghe đức tôi lo, còn bây giờ con không kể nữa. Mà tôi muốn lo cái băng này để chi vậy? Tôi thấy nhiều đứa con lúc cha mẹ còn trong này thì nó không có xen vô,
tới hồi đầu cuối nó xem vô đó, tôi làm không có được, tôi không có hiểu không? Cho nên cái vấn đề của đây thì đi không phải là làm thực tế, mà đi để cho trực tiếp những người đó nói chuyện, tôi sẽ lo ở đầu cuối cuộc đời của ông như thế đó. Có hiểu thầy nói cái gì không? Đây là bằng chứng đó, để sau này để cho thầy lo đầu cuối cuộc đời là cái kỷ niệm. Nên thấy thầy tử già hết rồi, tôi đang cãi được mấy cái đám tôi bạn hồn, tôi có nói chuyện với những người đó thì ngày xưa cũng phải chấn chỉnh lại. Mà dùng cái giết 10 cái nhật ký thì là 10 cái gì chút không bằng. Hồi nãy tôi hỏi ông muốn thầy lo cho ông khi mà ông đầu cuối cuộc đời là ông muốn dùng cái sinh hồn để ở đây, ông dùng cái sinh hồn đâu. Thì cái đó là lời nói, cái đây là cái lời nói, nó vừa là cái nhân chứng để đầu cuối cuộc đời sư phụ nói. Chúng ta đi chơi không? Thì con tôi đi ở đây cho một hai lần bánh tét, đâu có nghĩa lý gì đâu, phải cái thời con cắt đâu, phải không? À, vậy nhưng mà chiếm còn này có bà ăn rồi. Sao hai lần mới có còn vậy? Mặc dù nó thời ở đây là dư mở, dư đủ cái nhưng mà chiếm còn cũng không chịu. Chứ không khi ta nghe chiếm còn mình đủ cái lòng bánh luôn á. Vậy là chưa chết nha. Không được. Cho nên quý vị ơi, đó là thành thành gì đó. Ai còn mẹ còn cha. Mà cái đồng tiền của mình có thể làm cho mẹ mình mở nụ cười, mẹ mới lên tiếng lại. Mặc dù bà không mua, mà nó thầy chân, thì chân không biết mẹ không mua. Thằng này nó đang ở Mỹ, phải không? Hai vợ chồng nó dữ quá rồi. Trong khi đó mấy con tê con đi bên đây bên cạnh, con cũng biết vậy đó, nhưng mà bà vui. Thì cái đầu tiên của mình mà cho ba má là để mà nó làm được cho bà vui. Khi tụi con mất cha mẹ là tụi con sẽ thấy nó không có giá trị. Bây giờ nhớ với con thấy đồng tiền nó không có giá trị, mà con cái đầu biết tiếng bằng điều cái sự của hồi mẹ con còn sống, con thấy đồng tiền có giá trị, con làm vậy là con về đôi mặt của nó vui, bà cũng xa tới với bà vui. Cũng cái nhà người thì làm bò nổi liền, cũng thích cho nó là cái xe này, cho nên mỗi từ có điều bán về, nó làm cái người ta mình có điều bán về cái tiền của cho mẹ. Tới cái tuổi này mà cũng chưa có đôi bạn, tức là nó có hiểu mình. Khi tôi nói đó, chúng cái tiền nó, cho nên người con nên biết cái đồng tiền mình có giá trị khi nó còn đem niềm vui cho mẹ mình, cho cha mình. Đồng tiền nó có giá trị khi nó có niềm vui đem cho vợ, cho chồng. Người hiểu như vậy thì người ta đang ở phần thực lạc. Còn cái người mà không hiểu được cái này đó, thì sẽ thấy tại sao mình phải làm mình cài cái trâu như bò mà đôi khi nó đã diễn gì đặt cái ngã. Trên có một đời mà Đức Phật nói thiên thượng thiên hạ, duy ngã là tôi đã đặt hết, bà con đã hết. Cho nên á, quý vị thấy ngàn ba kia thầy đưa cho tiếng Mỹ vào làm của tôi có 8 năm rồi. Còn trong ngày hiện giờ cổ đi đâu á, là ở dưới xe tổ nó có cho cổ 120 giờ để mà lo cổ. Nhiều không biết, nó trả cho một cái người xô xô nó đưa 120 giờ mà tôi năn nỉ cổ đi tu để mà cổ cứu cho con cổ, thì cổ đi tu rồi bây giờ đưa xuống dưới cầu được không được. Bà này, chính phủ ở trên Washington nó đã cho 120 giờ để thay thế tắt lửa với sư phụ tôi tu nữa. Tại vì thiên thượng thiên hạ, di ngã là tôi. Tôi làm cho mẹ tôi chỉ làm như vậy thì mình thấy mình không có cái gì mà buồn hết. Cho nên đó, thầy tìm được cái niềm vui là cái chỗ đó. Bây giờ thầy có mẹ rồi, thầy cũng có thể làm vui được, nhưng mà cứ hết cái người này tới người khác. Tôi nói cái này có những người tu sĩ mà tôi cần tạo cho tôi tên, họ đã ở những cái hệ thống khác, họ sẽ biết khác. Tại vì có những cái gì thầy có đứng tên để tôi làm cho nghe. Thì quý vị biết rằng sư phụ đó là nghe lời Đức Phật dạy, không có hư vọng, tất cả chúng ta đều là bà con với nhau, bảo đảm luôn. Nếu thầy đặt là quý vị là gánh nặng thì sẽ tìm mọi cách để đi, nhưng mà đặt cái đó là bà con thì phải cách tu, phải tu. Cho nên cái buổi nói chuyện của thầy mà nãy giờ đi đó, tụi con sẽ coi là cái tâm này đi, đi sắp tới từng người một. Bây giờ mấy bà già đi làm sao tới cái nhà của cái con nhỏ là từ dân sắp tới làm sao? Nó mới cái năm ấy à, mà nó sẽ là đứa con tàn tật,
Thì thầy nói thế này con, bữa nay sư phụ đến, con mua cái nhà bên này 9-10 năm sư phụ đã đến thăm, bữa nay đến thăm. Không phải là con giống như mấy bà già sắp vào cõi vô thường, nhưng mà sư phụ sắp tấn con thế này. Niềm vui của là bà là chồng là con bây giờ chồng đã đi dị, chồng đã đi dị mà con nó thì nó bị bán thân hơn nữa. Từ cái rũ rút đi lên là nó có cảm giác, từ rũ rút đi xuống là có cảm giác. Mà vì cái thằng này bao nhiêu tuổi rồi con nói dạ thằng này 30 mấy tuổi, tôi nói bây giờ nó nặng hơn con, dạ nặng, tôi nói bây giờ sao? Con lấy cái niềm vui gì để mà con vui, tức đạo Phật là đạo Phật khổ, phải không? Thì nó là, bây giờ thầy nói con này con sẽ hết khổ ngay. Bữa nay không phải là do đồ bánh chưa bánh tét mà sự khai niệm. Thứ nhất, con có phước thì con lấy được một người chồng, đẹp trai, không gian trưởng, biết quý bên mình, quý bên vợ mình, có đạo đức, không có coi như là ăn nhậu, thì con sẽ cuộn tròn trong cái hạnh phúc của cái cõi ái dục này. Hết đời rồi con sẽ đi xuống. Còn bây giờ con vô phước con gặp con, bây giờ mỗi một ngày đi cầu, tại vì nửa ruột của nó là nó có cảm giác cho nên nó sẽ đi ra biết con, cho nên phải lấy cái tay mà móc vô cái bộ phận hậu môn đó, mỗi ngày nó bị móc phân như vậy. Thì như vậy con bây giờ con không ai thương thằng bé này bằng con. Mà con bây giờ sư phụ không bắt con phải làm đức quan theo một tác là thiên thủ, thiên nhãn có ngàn tay ngàn mắt để cứu chúng sanh. Mà con chỉ cần có bốn cái tay, hai cái tay để lo cho con và hai cái tay để một phân cho con trai con, tắm rửa cho tay con. Thì con vô tình lúc đó thành một vị Bồ Tát ở trong đàn này còn không ai biết hết. Thì cái niềm vui đó là sao? Có chồng hạnh phúc con không bệnh thì niềm vui của thế gian. Mà chồng con không có con bệnh thì niềm vui của một vị Bồ Tát. Con mỗi ngày con được tạo phước đức, chỉ chuyển cái tâm của con. Cho nên bữa nay có thể nói chuyện cho quý vị, những đệ tử của tôi khi nó chưa hiểu đạo thì nó lại tự kỷ và nó mê theo tiền. Nhưng bây giờ thầy ba má nó mất rồi đó, tiền của con vô nghĩa, tiền đối với con vô nghĩa. Từ khi mẹ con mất, ba con mất, đồng tiền không đem được niềm vui. Mà giả sử cái người nhà bạn của con có cho bạn gái được thì cái niềm vui của họ cũng là không phải như niềm vui của mẹ con. Mẹ con á, là có đưa 1.000 đồng mà mẹ con cái nụ cười, cái niềm vui nó bây giờ con không thấy nào tìm được. Bây giờ con kiếm tiền làm gì nữa, bây giờ con cho vợ giờ còn nghĩ tin niềm vui tiếp. Thì sau khi cái anh em nghe thì nói vậy đó, chuyển tâm rồi. Và bây giờ lần đầu tiên là thấy là vợ đi Việt Nam, rồi bây giờ Việt Nam giờ giá đang tăng cao cái gì? Tâm vợ than thở là với điều kiện không cần nói đâu, vì thấy là cái đồng tiền của mình vẫn đem lại hạnh phúc cho gia đình vợ, vẫn đem lại cái hạnh phúc mà mình đã mất đi khi mẹ mình đã không còn ở trên cuộc đời, mà giờ đã tìm được cái đó. Và có thiên thượng thiên hạ duy hạ cũng đâu, chỉ có ta là đặt tình thương trên tất cả chúng sanh đều là bà con của ngài. Cho nên từ cái chỗ này thầy trở lại cái vấn đề tụi con đừng có tưởng đi tu. Đi tu nó có nhiều lễ bộ để chỉ, nhưng mà cái lễ bộ mà cao nhất là Phật 70 năm ngày sau này mới giảng cái kinh Diệu Pháp đi qua. Là chúng ta đều có Phật tánh như nhau nhưng mà khó. Bây giờ mấy người vô tu mà con đem ra nói Phật tánh khó có tức lắm, thấy không? Mà cái gì phải mê tín là nó mới thích. Cho nên Đức Phật mới đặt ra 37 Phật trợ đạo, trong đó nó có cái đầu tiên là Bát Chánh Đạo. Bây giờ những gì tăng như hồi xưa tôi nói trong kinh á, Diệu Pháp Tiên Quan là cái phẩm mà Thọ Ký á, để tôi đọc tên tôi giải thích này. Cái phẩm Thọ Ký trang 220, cái quyển số 3 phẩm thứ 6 trang 220, để tôi giải thích rộng cho quý vị nghe. Nãy giờ tôi có nghe rõ rất là rõ. Hồi xưa bây giờ cái đau khổ của mình là không thể nhận thoát được ở thời đại này. Này người ta Đức Phật nói khi mà hiểu được bộ kinh này thì đây là toàn thân sáng lực của Phật nằm trong bộ kinh này. Có nói là nói không phải chạy đi vào Ấn Độ, không cần phải nghĩa là đi qua kia để lễ lại Bồ Đề Đạo Tràng hay là dùng đất gì đi, trong này đã có toàn thân xác lợi của Phật rồi.
Cho nên tụi con đừng có nghe cái chỗ nào tới bắt chùa Ba Vàng được lại. Chỗ này là sao được rồi thầy. Bữa nay tôi là cái ông thầy giảng. Quý vị còn cha mẹ đi, quý vị lên chuyện vậy đi, cần làm đến với cha mẹ quý vị nghe, nụ cười hạnh phúc. Còn đưa cho người khác thì khác. Chỉ có cha mẹ mình mới trân quý cái đồng tiền của con mình. Ô mẹ mình mừng đó là tại vì con không hiếu. Thì con có đồng ý không? Ô mẹ mừng là đứa con có hiếu, đẻ ra đứa con có hiếu là nó quý hơn bạc hơn vàng. Đó, đẻ ra nó thiếu những thương muốn gì là con hiếu, cho nên ô mẹ già rồi nó có sạch bao nhiêu. Nhưng mà những cái đồng tiền thì những lần buồn vui là mình làm Phật yêu đi, cái công đức Phật đặt vào. Nghe hiếu Phật là tại vì những người này họ nhảy xài cái đồng tiền của mình là họ xài chân trọng, họ vui không phải vì họ lợi dụng cái đồng tiền của đứa con, mà họ vui vì họ hãnh diện rằng bán nặng trẻ ra đẻ ra được một cái cục máu, mà giờ này nó biết dùng cái đồng tiền để nó đem lại cực lạc cho mình. Thấy không? Thầy nói rõ luôn, sư phụ có thương được con, thương trong tình thầy trò nó có một cái ly này, nhưng mà làm sao để thương bằng mẹ được con thương được, đúng không quý vị? Làm sao thương bằng nhà được con thương được con? Đó là thầy sự thật, đó là chân lý. Cho nên cái bộ kinh này mà tụi con hiểu được rồi, nó chuyển được con ngay trong đời này thành Phật, chứ không có phải ba ở tăng chỉ, thấy không? Chúng ta được coi cái cách mà tu tiểu thừa là chỗ nào, mà đại thừa là chỗ nào, thấy không? Nếu là cái thần chú mà ra niệm Phật cũng chưa có đặt là đại thượng chú, là đại nhân chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, năng trừ diệt khí khổ chân thật không hơn. Mà Phật nói thần chú là nghiêng nó trị được cái ma nữ, ma đang già, thần chú là nghiêng để bảo vệ cho là ma. Nhưng mà cái thần chú bát nhã là nó là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, nghĩa là trừ hết tất cả cái khổ thế gian, là thần chú mở như vậy. Bữa nay là thầy giảng rằng cái chương này là cái căn 220 phần thọ ký thứ 6. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ đó rồi bảo các đại chúng xướng lời thế này: ông Ma Ha Ca Diếp, đệ tử của ta ở đời vị lai sẽ phục thờ 300 muôn ức các Đức Thế Tôn. Nhiều không cái gì? 300 muôn ức. Một vị Phật ra đời là Thích Ca với Phật Di Lặc, mà cách nhau là không biết bao nhiêu rồi. Cách nhau không biết là bao nhiêu nhiều năm, mà ngài Ma Ha Ca Diếp là cái ông mà Đức Phật giảng kinh đưa trần qua lên, mà ngài chúng ta có chánh pháp niết bàn nhãn tạng của ta là truyền cho Ca Diếp, tức là bất luận danh từ dùng cái trần qua mà đã hiểu rồi. Thì như vậy là ông là Ma Ha Ca Diếp, là ông là lớn lớn hơn cái bây giờ Phật đó. Phật còn ký nhận đầu tiên trước cái ngày sáng lập ta thọ ký cho ông Ma Ha Ca Diếp, đệ tử lớn của ta ở đời vị lai sẽ phục thờ 300 muôn ức các Đức Thế Tôn. Nhiều không? Nhiều lắm. Cúng dường cung kính tôn trọng lời khen rộng nói vô lượng đại pháp của các Đức Phật ở nơi thân rốt sao được thành Phật hiệu là Quang Minh Như Lai, ứng cúng chánh biến tri minh hạnh phúc thiện thể thế gian giải vô lượng sĩ đều người trường phu thiên nhân sinh Phật Thế Tôn. Cái chỗ này đó, cái danh hiệu Phật đó đều giống nhau, cái chữ Như Lai là sao? Quang là sáng, quang là sáng, minh là sự thông suốt. Như Lai là cái gì? Là không từ đâu đến, không đi về đâu. Như Lai này có nghĩa là chỉ trong cái Phật tánh. Tụi con có Phật tánh không? Dạ có. Từ đâu đến? Rồi chết nó đi về đâu? Cho nên Phật nói Như Lai là gì? Như Lai là không từ đâu đến, không đi về đâu. Cho nên là thượng tiên quá khi ngài đi từ ngày đó ta từ hư không đến chết trở về hư không. Cái gì có tướng, cái đó đều là giai thiện của mộng. Cái thân tướng đại của bà thượng tiên quá đối ra có sáu đời không? Có. Nhưng mà có tướng là thời gian sau nó cũng sẽ hoại diệt. Quả địa cầu thì có hoại diệt không? Dạ có. Dù mấy triệu, 4.5 tỷ năm nó cũng hoại diệt. Nhưng mà cái Phật tánh là cái không tướng. Cho nên Như Lai là không phải ông Phật không cho mình, nếu ông cho mình là cái đó không phải của mình, không được gọi là Như Lai. Như Lai là không từ đâu đến mà không đi về đâu, nó là bất sanh bất diệt mới thật là Bồ Tát.
Còn mà cái thân mà thấy được tất cả ra 32 yếu tố 80 vậy nè, cái thân đó là tương trao quyết mẹ cấu tạo thành. À, ở đây mình kể đó, mình không có cái để díu cái cảnh này đã nói không biết. Thôi để sáng mai đi, biết chưa cái đoạn đó lớp rồi. Ngày mai tôi xuống cái đoạn đi tôi dạy. Nhưng mà ở trên kinh nghiệm để tôi dạy thì tôi có một cái miss, bỏ hai cái màn ảnh là tôi chiếu lên là tôi mới dạy kinh nghiệm. Nhưng mà ngày mai đi, sáng mai. Thì như vậy đó quý vị thấy, Như Lai tức là Ngài trở về và Ngài thấy được Phật tánh đó là ứng cúng. Ứng cúng tức là xứng đáng được cúng dường. Tất cả những vị tăng vị ni nào dù đời mà pháp dù chánh pháp mà chưa thấy được cái chỗ mà sâu xa của kinh Bát Nhã, Ngài quán tự tại Bồ Tát thành thông Bát Nhã Ba La Mật Đa thời soi thấy ngũ uẩn giai không độ với thiết thủ ách, nói về tiếng Hán không nó đại đi, phải không, nó đại đi. Bà Nguyễn Thị Ba sau khi nghe kinh Bát Nhã Ba La Mật, bà soi thấy thân này không thật, vọng tâm không thật, cảm thọ không thật, cái nhận thức không thật, và bà hết khổ. Thì nói rằng tại vì tụi con không có nhận thức ra cái chuyện đó cho nên tụi con khổ, cho nên tất cả những thời kinh thiền tâm, tịnh độ tâm, mật tâm đều mắc trong cái Bát Nhã. Mà bây giờ thiền tâm nó hồi lên chung đó, hoặc là cái thầy tụng Bát Nhã có 15 phút này rồi sáng tối sáu căn rồi. Nhưng mà cái quan trọng của thầy là tu thiền là phải hiểu khi cái người đó còn minh mẫn, chứ không phải chờ khi mà cái thân này nó đã oxy đã xuống, nhịp tim đã tạm ngưng mà lại cái gì không có được tự lưng này. Cho nên nó quý vị thấy một cái điểm thế này, chánh biến tri là gì, tà biến tri là thấy tầm này. Tà biến tri là sao? Một vị tăng ngồi ở đây này, phải không, nói nào quý vị, đời là vô thường, phải không, tất cả tài sắc danh lợi đều là hư ảo, về bán nhà đi đưa tiền để cho thầy về cái chùa, đó là chánh biến tri hay là tà biến tri? Tà biến tri đó biểu quý vị buông bỏ đi, phải không, mà mình không buông bỏ mặc dù vẫn ngồi đây bắt đòn kêu là tà biến tri. À, tà biến tri minh hạnh tốt, hạnh là đức hạnh, đức hạnh là do cái sáng suốt cái minh trước được, chứ không phải thôi lập ra cái làng này không phải một ngày một bữa mà nó đi đến kết quả này đâu, nó phải trải qua trăm cây ngàn đắng đủ thứ gì nó đi đến cái chỗ là thiền sanh đâu. À, thiền thể tới cái chỗ là thiền thể, là đức Phật là thiền thể, chúng sanh vô biên thể tịnh độ kêu là thiền thể ha thể. Còn cái gì em mà không lấy được anh hẹn đầu là chết thiền thể ha. Tôi không để ý cái chữ thiền thể, thế gian dạy là không có cái gì trên thế gian mà không thể dùng cái trí huệ của Phật mà giảng dạy, tức là cái người thầy mà muốn xứng đáng được cúng dường là phải thế gian dạy nó thật, nó đưa cái gì cũng phải dạy được hết, nó kêu là thế gian dạy vô thượng sĩ. Hồi xưa cái thời bên Tàu và cái thời những năm Cộng Hòa đó là sĩ là đứng đầu, sĩ năm công thương bình, đúng mày không? À, không, cho nên cái người học trò là cái sĩ mà vô thượng sĩ, cái người đệ tử Phật mà hiểu cái Bát Nhã gọi là vô thượng cao hơn là các ông sĩ đấy, không? Hồi xưa tôi nhớ là nhất sĩ thì năm mà hết gạo chạy đâu còn nhất nông gì sĩ, mà xưa ông bà mà tôi dạy nó phải không? Tôi nhớ bài nào học đó học thiên nhân sư là thầy của đời. Phật là cái bậc giác ngộ, là được căn, cho nên đạt được cái danh hiệu này phải trải qua là 300 muôn ức căn thế tôn. Vì nếu ổng bây giờ là ổng đạt ngộ đạo, ổng mới chứng A La Hán, rồi ổng bây giờ hay biết ổng đang ở ngoài cái núi cây túc ở bên cái cầu đó chờ cái Phật Di Lặc ra đời. Nhưng mà ngài vẫn ở trong cái định của một vị A La Hán diệt tận định. Phật coi là cái bậc thành văn. Tất cả những đệ tử của Phật như ngài A Nan, ngài Xá Lợi Phất, ngài Kiều Trần Như, ngài Tôn Bồ Đề đều gọi là thành văn. Đó là một thành văn tức là tiểu thừa, là cái quả gì cao nhất
Tự làm nhà chủ thợ vô làm. Còn cái nhà đại gia của con mua bảy tám triệu ngàn con cho chùa để làm chỗ phương tiện tu, thấy không? Thì lúc đó ai cũng đẹp để con tu sang nhà, mỗi ngày con ở trên đó con trì chú ngồi đợi, thấy không? Rồi á, vợ con ở dưới này á, nó cũng tình nguyện, nó là nó ở cái thế bên mà nó nấu rồi nó chia coi như là tụi con lấy cái xào nhà nó nấu gì, nó nấu trên đó nó nấu rồi lúc cho con lấy con ăn, con không có tiếp xúc người dưới này con tu để một đời con chín năm ăn hết. Thì so ra thì ai cũng để vậy, lúc đó là ai cũng để già cây cặp vợ chồng này bây giờ tu đút áo thì nó lên nó ở trên cái bộ cây và nó ăn trên bộ cây và nó không tiếp xúc với người đời cách nó bằng hết thôi, không sai cái gì nữa. Nhưng mà so với cái thời bây giờ thì con thấy thời bây giờ là con Quảng Liên mới ra con biết ông này đang chở là đã làm này kia. Thì đối với cái niềm đức Phật kêu là cái hạnh Bồ Tát tốt, còn cái hạnh kia mặc dù là độc cư thiền định trên cái một cái nhà chi hao không tiếp xúc với cái hệ thống văn minh, nhưng mà rồi người đã giữ lời cho họ, cho nên dù cho con tu 10 năm thì con cũng không bằng một người giống như thầy này không. Cái mà nó tại sao mà tôi hiểu lòng nữ hiểu đạo một cái là biết thành năm tử thì biết thành năm tử đó là biết thành cái tâm biến như vậy là thành thì biết nó có phải hiểu cái nguyên nghĩa của kinh nó là như vậy nha. Bởi vì thế nè, Phật thọ 12 điều kiếp chánh pháp đủ thế 20 điều kiếp cõi nước tốt đẹp không có cái thứ dơ xấu. Quý vị thấy khi mấy ông này tu rồi đó thì cái đất nước đó đẹp mà không có các đồ dơ xấu, trong khi cái cõi Ta Bà mà Đức Phật Thích Ca ổng thành Phật mà cõi của đất nước của Phật Thích Ca còn là đất đai gò đậu nghe nó không. Thì á, hồi đó ông Ca Diếp ông có nói, xin lỗi ông Xá Lợi Phất ông mời ông nghỉ, cứ mỗi lần mà Đức Phật dùng thần thông cho ông thấy cái quốc độ thì cái cõi nào cũng đẹp, kể cả ông Ca Diếp này cũng vậy, cõi nước ông Ca Diếp sau khi thành Phật không có các thứ dơ xấu mối sỏi gai góc cùng những cái đồ chẳng tiện lợi, cõi nó bằng phẳng không có cao thấp hầm hố gò đập, đất bằng lưu ly cây báo hạng hàng vàng rồng làm dây để dắt lên đường rải các ba báo các nơi sạch sẽ, Bồ Tát trong nước đó đông vô lượng đường nước, các chúng thanh văn cũng đầy vô số không có các việt ma. Trong khi Đức Phật mình đó, thì sao ta sanh ra đời ác vũ trường ác thế kiếp trường là những kiếp chiến tranh bạo lực, kiến trường là thấy đồng bảy đồng bà, thấy không, thấy như là điên đạo, bất hiếu với mẹ mà cho là phải, mà có hiếu với vợ mà cho là đúng, bất hiếu với mẹ là cho là phải, có hiếu với chồng cho là đúng, cho là điên đạo, kiến trường phiền đạo được chúng sanh của cái mạng trường là đủ thứ tự quan, mà Đức Phật thành được ngôi vô thượng chân đẳng chánh giác, cho nên mình thấy rõ Đức Phật Thích Ca mình đã làm tu về lại thường, cho nên nó không độ cái chúng sanh mà không độ ngay cái đời này, ngay cái cõi này chỉ cái tâm không chỉ cái thân. Còn á, ông Ca Diếp khi ông tu đó là thích nhà nghèo mà ông ghét nhà giàu, cho nên nó vì sao khi cái quả báo của ông sau này nó lại vẫn có sự sai biệt trong cái giới là không có dơ dái không có này kia, cho nên tu như vậy nó mấy trăm ngàn kiếp mới thành Phật. Còn trong khi con tiểu lâu nữ ngài em ăn thù nó tu lên kia thì chỉ giảm được cái này thôi, ngày đi thoát khỏi về ba thành Phật cũng có chứ, có cái trong chúa của vua rồng ta thì ta mới có 8 tuổi hay 11 tuổi gì đó mà nghe kinh này thành Phật nó sao vậy. Ông Xá Lợi Phất ông nói cho ông có tên Đức Phật giảng cho tôi nè, người nữ có năm phía trước, thứ nhất không được làm Phật, người nữ không được làm Phật, người nữ không được làm trời đế thích, người nữ không được làm trời Phật Thiên Dương, người nữ không được làm diễn viên Thiên Dương, mà không được làm Á Dương nữa. Quý vị có tin không? Hồ Chí Minh là nữ hay nam? Nam. Cho nên Ma Dương là không được, muốn làm Ma Dương phải làm đàn ông. Cho nên cái chỗ này thì con thấy là nó cái vấn đề cái này nó biết chuyện rất là hay. Rồi cái cô nó nè, ngày mai bò lên đầu này công chúa nào nó lấy người ta có hạt đậu mà đẹp không, đẹp ta cúng dường cho Phật Thích Ca, thấy không, thấy ông coi ta thành Phật lẽ hơn cái này nữa. Nói vừa xong cô dâng cái tụng đọc nó lên cho Phật Thích Ca và Phật La Bảo, cô rung mình một cái, cô biết thành ra là thân nam tử, cô bay không tụng
chúng sanh, thấy cái cảnh từ một cái người thiếu nữ, từ cái thân con rồng là thân chúng sanh chuyển thành thân nam tử mà thành Phật, ngồi là thân loài thiết pháp, thì độ được rất nhiều. Trong khi cái ngày ca diết ngày sáng là thất nhãn nhãn cổ của hai con người đi cái chỗ thân thiết đó. Khi cái pháp qua là con hiểu cái chỗ này rồi thì con sẽ thấy mà đức Phật á, ngài nó đưa ra để mà cho mình tìm cơ, thấy không? Bên Chư Tăng đó là ngày đầu tiên Đức Phật về đường mà nay mà đổi cho Tăng anh em Kiều Trường Chi là Phật giảng bài pháp gì? Tứ Diệu Đế, phải không? Tứ Diệu Đế khác là Chư Tăng giảng chỗ nào? Phật nói cái gì? Phật giảng cái gì? Khổ. Cái nguyên nhân nào khổ và cách nào đi chịu khổ và cuối cùng con đường nào là con đường đi đến quả vị niết bàn, phải không? Còn có bên đại thừa Quan Thế Âm Bồ Tát thực hành sâu xa pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, ngài soi thấy thân này không thật, cảm thọ không thật, tưởng tượng không thật, kiến thức kiến hoạch không thật, ngài thấy khổ. À, tôi đã giảng bài này. Cái ăn mà nhậu rượu mình chê hả? Cái ăn mà nhậu á, mà chú Tư nhậu không biết phải không? Thì cái thằng nhậu nữa hai sĩ nó kêu chú là gì? Sư phụ. Đúng có người trong sùng vậy. Với hồi thầy thầy Thâm còn ngoài đời 6 giờ thì người ta chê. Nhưng mà thằng 5 giờ kêu là gì? Sư phụ. Thằng ta, cái dịch mình là sai. Cho nên đó quý vị thấy rõ ràng cái ông ba lần đó là bảy nước biển tan nát hết, nhưng mà có người về bầu chồng. Quý vị có thấy khùng không? Thằng khùng kiếm cái thằng kia bầu bởi vì chúng tôi nghĩ chúng ta tại vì chúng nó phải là duyên đảo, chúng nghĩ nhiều khi chúng tích thấy không? Mở cửa cái lúc mà nghĩa là tôi thì quen với thằng Mỹ cái bên kia nó lại đeo bồn cho tôi nên nó không có biết thôi. Tuổi này thua mấy cái thằng mà di dân của Tổng Pháp Tổng Sanh. Tuổi này phải đi làm, phải đứng thế. Tuổi này còn phải trả tiền tiêu, còn nói gì vua đâu nữa. Mà giờ nó đánh chân sát xong rồi không đeo được ra, nhốt vô chụp hình lại. Cái giấy tờ này không bắt gì, không có vô sơ. Nó còn hơn là thượng đế ở Mỹ. Bởi vậy, cái gì tôi nói bởi vậy mới có người bầu, thấy không? À, bởi vậy có người bầu, thường điên rồi đó, có người bầu. Cho nên cái vấn đề hiểu đạo rồi tôi không thấy một cách là đi xa về cái gì đời. Nhưng mà cái đầu tiên vô này, phải không? Có những người buồn chồng, buồn con vô và thì giảng cái này này. Vô đây mình chỉ cái đầu tiên này là về nhà ngồi nghiên cứu á. Ngày qua theo Bồ Tát, ngày soi thấy thân này không thật, ngày qua tới Bồ Tát này. Này con sắc thức thì không này, không thức thì sắc này. Đối tức là no, no tức là đổi, nên xin lỗi ha. Lấy bánh tét mà thiêu cứu cái ăn cho cái này không? Dạ không. Cho nên tụi con nói là như vậy nhưng mà thực tế là không phải như vậy, nói về cái quyền nghĩa như vậy thôi. Nhưng mà ai cũng biết, nghĩa là tất cả cuộc đời này đều là mộng, nhưng mà mình thích mộng đẹp, mình thích ác mộng đẹp, ai cũng muốn mộng đẹp, phải không? Thế nên tụi con thấy cuộc đời chúng ta đi hiểu đạo rồi thì bên kia Phật dạy hơi dài dòng. Bên cái thứ nhiều đế là đời này có 8 cái sổ cho con: sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, phải không? Chết khổ, ái dục ly khổ, thương yêu phải sống cha xa lìa khổ, cầu không như ý khổ. Thân thể nó gọi là, nó kêu là ngũ ấm. Ngũ ấm nó tức là khi nóng, khi lạnh, khi nhức đầu, khi dư nước thì tạo gió. Khi mà nóng quá thì kiếm đồ mát ăn, mà mát quá kiếm nó coi như là ngũ ấm. Tức là thân, ngũ ấm này nó thay đổi liên tục. Nhưng mà dạy về lòng vòng á, bên kia cái văn nhã soi thấy thân này không thật là hết khổ rồi. Con khổ là tại vì má con là thật, con là có người mẹ thật, nhưng mà mẹ con đó, thật sự bà có cái Phật tánh và bà bây giờ đã ở cái cõi mà Đức Phật Di Đà đang giáo dục cho bà. Cho nên vì cái trình độ chúng ta nó không cần nên con cực lạc của Phật Di Đà nó chia ra là 9 cấp. 9 cấp là cái loại người hạ phẩm mà, hạ sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm thượng sanh. Mà cái loại đó là còn đầy đủ điểm trước của cái cõi này, nhưng mà nhờ cái nguyện lực Đức Di Đà và cái phúc lâm chung được
thiện hữu trí thức hộ niệm cho người đã được lên đó, nhưng mà vẫn còn phiền não. Ngồi cái đó nhớ là những phiền não về động viên ông cứu mà của ngài Phát Tịnh. Một cái bà sư cô khi mà ngài Phát Tịnh ngày đi lên câu tự lạc ở thảo nhà sách, thấy cái bà sư cô ngồi là tỷ muốn tự tử thì ngài mới hỏi cầu quan âm. Ngài Phát Tịnh hỏi ủa tại sao cái này nó còn hớn cái bà này đó, cái thời mà các bạn văn hóa thằng đó Mao Trạch Đông nó bắt các sư cô ra đời, nó bắt cho mấy cái thằng tàu cộng vô để hiến dâm để hộ bảo vệ cái giới thể của cổ thanh tịnh nhân của nhảy của chết. Trong lúc của nhảy thì quan âm gì nghĩ cái người này có giới đức quá thanh tịnh nhân ngày chết về đây, thành ra cái ấn tượng mà cổ nghĩ là cái chuyện mà mấy thằng tàu cộng nó sắp sửa hiến dâm cổ đó, cho nên cổ chọn cái chết, nó không biết mình chết là nó sẽ đi xuống đường ác, nhưng mà nhờ đức quan âm ngày thương ngày đưa về, cho nên mỗi lần nhớ lại cái gì. Bây giờ tôi nói chuyện này rõ ràng nhất. Bây giờ vấn đề là cô Cúc này, cái hình ảnh mà con cô mà cũng bước ra cao đa có thấy nó trong tổng đẹp thì cô quên không? Quên được không? Không quên được. Mỗi một lần mà cô ngủ cô nhắm mắt là cô nhớ lại cái đó, cô bước ra cao đa bằng ngày bước ra đó là cô cái hạt cái cảnh sống là vậy. Và cái đó nó cứ lặp đi lặp lại có thể cả trăm năm cũng không phai mờ được trong cái tạng thức của cô, chứ là vô giá của cô nha. Chỉ có một cái là cô phải hiểu đạo, và cô biết rằng trong cái quả nó có cái phúc, mà rõ ràng cái an ủi của cô là cái hành động mà nó đi từ từ nó không phải là của nó, mà một cái con ma nó đọt xá, nó ngồi thiền, nó ngồi bậy, nó mở luôn xa ma nó vào nó biểu, bây giờ nó suối chết, nó nói như chuyện này rồi nó còn có nói như thế nào mà tao dồn độ cho mày giờ bữa mày khi ra cúng dân cũng thế, nó còn dễ thằng này là làm cái gì lãnh đạo. Thành ra cô có nghe cái câu đó, tôi dở sao tôi làm được, có cái đó không? Yeah, tức là con ma nó dễ ra không biết rằng mày nghe lời tao đi, mày chết đi, mày tự tử mày chết đi rồi mày tao sẽ cho mày về bên kia làm ma, làm một cái đó rất là ma, mày là thật. Cho nên cái thằng đó nó mới nói đó, khi bên đó nó nói tôi dở sao tôi muốn dân đổi thế được. Cho nên đó là những cái trò của thiên ma ma tục. Cho nên ma không phải phá chúng ta bằng những chuyện tự tử, cho đó là cái ma nó do thiên định. Mình mở lưu xa cái nhà mình, cái nhà của cô bây giờ thấy rõ ràng, cái nhà của cô nguyên của cô tối mai đó, tôi biết rằng là cô ở dân đó mà từ khi thảo vô ở sạch, tại vì cô tối mai cô đã đi về con đường làm rồi, cái nhà cổ là con bây giờ cũng vô con ở là con điều hành cái nhà theo cái của con, thì cũng vậy. Nếu mà giờ cái nhà đang sạch như vậy, nhà của chị gì cô đương là nhà sạch nhất ngày nay tôi đi. Vì cô đưa cái giờ ý thì biết ở sao bà cổ dân xanh rồi đó, mà đưa cho một cái người nào ở dơ vô là không vậy thì ba ngày bước hay vậy không? Vì vậy cô lương mà về bất phận rồi mà đưa thầy vậy không? Tôi bảo đảm là không có nói điều thì như vậy đó. Tôi nói vậy con hiểu là thằng con cô nó dễ thương là tại vì tốt tất đó là như vậy con hiếu, mà bây giờ tự nhiên nó mất hiếu. Thằng này nó tế gì đâu, khi nào nó khỏi chuồng, nó quần áo, nó vào ra cái dụng nó chuồng trăng rồi lại con ma nó làm cho nó thân bại chết liền rồi, nó đang có hạn sửa con. Mà tại sao bọn nó chặt vô rồi điện thoại được bỏ hẳn, nó làm cho thằng này đi tới cái đường cùng, chỉ có cái đường là chết. Cho nên nó thầy cảnh cáo này, người thầy muốn tu thiền phải kiếm thầy, tôi không đủ lực để lực tôi dạy cho chị, cho những gì thì xin đạo tao đức rồi người ta dạy. Đừng có ví dụ như thế, người ta cho nó tại cái chuyện quản lý thôi đó mà nó cũng tạo ra cái ma chướng mà với tôi đâu có thấy đâu. Tôi một ngày nãy thời là kia phải không, một thời cầu an rồi một thời nào nữa làm quá mức rồi đó, thì cái mùi pháp vị mình chưa có biết được, mà bây giờ mình lại tự động mình trói mình vào cái đó, cái nó ma gì vậy? Nó là ma muốn đi tắt, thật thật lẽ nó làm cho mình thì tự động hồi xưa mình chưa vô làm đệ tử thầy Thông Lai thì nói chuyện với chồng ngọt ngào, tự nhiên thời gian đó nó bảo vợ cho con có không, nó bảo vợ là gì, nó là cái trầm rồi đó. Mình thích theo Phật thì mình thích càng ngày càng tốt hơn, chứ làm sao mà càng ngày càng tệ hơn. Trở lại cái vấn đề là tụi con hiểu đạo rồi đó, cái kinh diệu pháp đi qua này là trực chỉ, trực chỉ chân tâm thấy tánh là thành Phật. Mà thành Phật rồi không có nghĩa là
Tôi ví dụ ở bên đây khi tôi truyền 250 giới cho tỳ kheo, là đã được gọi là tỳ kheo. Cũng như bên tôn giáo mà ai có tiền tôn giáo tôi nói chuyện thì biết các ngài được phụ phong linh mục, gọi là linh mục là ngang nhau với con. Nhưng mà sau này các ngài được làm cái chức này chức kia là do cái tiến trình phục vụ cho giáo hội, có đúng không? Linh mục là ngang nhau. Nhưng mà có người kêu là đức ông, đức cha thì kêu là do cái tiến trình của họ làm việc phục vụ cho cái toàn thánh, đúng không con? Thì bên đây cũng vậy, khi mà thầy truyền một cái giới đàn, các thầy, các sư chú, thầy di đủ tiêu chuẩn đều là tỳ kheo. Nhưng mà rồi quý vị đừng cứ tưởng là tỳ kheo là đeo nhau hết. Bây giờ thầy thì không á, mà nấu một thành Phật có mức độ là gì? Không có giải pháp được không? Không có độ toàn là kỳ đứng cây không? Không cũng đổ được, phải không? Rồi đó, chẳng hạn như bản thiên nữa, thành Phật là có độ gì? Là cái sứ hương tích chuyên môn độ người ta bằng 10 đồ ăn thôi. Cho nên cái sứ hương tích là độ đồ ăn không? Thấy không? Có những cái người họ đến chùa không phải không bê thầy, không bê đồ ăn không? Có nhiều đây? Dạ đúng. Có không? Dạ có. Đó. Cho nên không phải vì thầy nào cũng giống vì thầy nào. Cho nên đã thọ tùy theo tức là nói chung là đại đức. Nhưng mà con đường hoàn pháp có người sẽ thành công, có người không thành công. Cùng một phá với sư phụ 40 người cùng đi. Nhưng mà nếu nói đệ tử là sư phụ nhiều đệ tử nhất, mà đau khổ về đệ tử quậy sư phụ cũng bị nhiều nhất. Cái đó nó ghi ra cái luật nhân quả. Cho nên không có người nào giống người nào. Mà nếu thầy đã từng hoàn pháp 100 đời rồi thì thầy sẽ giỏi hơn những người mới hoàn pháp đề. Như vậy thôi. Cho nên nói với sư phụ đó là một con tu, chúng ta trải qua nhiều giai đoạn. Cái giai đoạn đầu tiên là ai cũng là phát cái lòng dũng mãnh. Mà dũng mãnh rồi á, nếu mà tu thiền thì thiên ma nó sẽ chịu lối vào để đi vào con đường ra cho mình thân bại danh liệt như con của cuộc cúc. Còn nếu tu tịnh độ đó, nhờ mình có nhờ bản thân nó có trì chú lăng nghiêm mà nó trì nó bảy kiếp. Nhưng mà vì nó trì bảy kiếp cho nên là sao? Quý vị là một cái võ sư mà không nổi tiếng, có ai thách đấu với con không? Dạ. Hồi đó Lý Tiểu Long sau khi mà nổi tiếng qua mấy cuộc thi có nhiều người thách đấu không? Dạ. Người ta muốn đấu với những võ sĩ nổi tiếng chứ đâu ai đấu với những võ sĩ vô danh dự không? Cho nên quả thi khi mà nó phát động đó, một ngày mà nó tụng bảy biết là nghe bao nhiêu biết Phật đàn, tụng biết bao nhiêu kinh nữa, thì nó tạo ra một cái tâm nó quá dũng mạnh. Thì nó tạo lên dũng mạnh thì mặc dù cái tần số của nó là nhạc nặng như đó là nó phát tâm cho nó trì chú cái đó, nhất là nó từ Phật đàn tu thắng. Mà cái Phật đàn tu thắng này là cái hình chú giúp cho thiện chủ thiên tử sắp hết phước từ con đầu này. Cái vị thiện chủ thiên tử này là ông sắp đọa vào chó, heo, gà, rắn những cái lần phát phước bảy lần. Thì bây giờ cũng vậy, tụi con có những người ở chung có những cái tướng xấu thì ra cho nên thầy bắt tụi con trì Phật để tu thắng thì nó tăng cái công đức lên. Chẳng hạn như bây giờ tụi con thấy ông Cảnh rồi đưa vô ra ông Cảnh, ổng là cái người hệ thống y khoa Hoa Kỳ nó đã đưa qua chương trình hospice 3 năm rồi, từ khi bác sĩ chê 3 năm rồi vẫn mà vẫn còn sạch. Thì lúc đó tôi nói thôi bây giờ ông bác sĩ chỉ đưa hospice mà từ từ hospice đó là nằm chờ chết thì nó có mỗi ngày nó đưa y tá là đưa cái chất oxy chứ thì tiêm đủ gì biết gì đó phải không? Thì nó thôi giờ tôi đi, ông đã lớn rồi thôi bây giờ tôi cho tôi đi, tôi chuyển giờ cho tôi luôn là suy chú giữ người giờ đi. Bây giờ hết bệnh rồi đâu có gì đâu mà không tu, không chịu tu, không chịu tu mà chưa được không tu rồi thì thấy cô đức hạnh cổ thần hà không lên đây này được thì cổ cũng lăng nghiêm với mình, xong rồi cổ về dưới cũng ngồi cũng tổ chấp cùng theo thì ông vẫn giữ được thời lăng nghiêm. Tới hồi nãy tôi là tôi thăm ông, tôi nhắc là chuyện xưa ông nhớ hết rồi, nhất là giải mạnh chỉ có chuyên nghiên cứu thôi. Thì bây giờ là ông có thể là trong cái hệ thống tôi cái người mà hết bệnh lâu nhất là cái từ từ thì tôi hết bệnh nhiều lắm là 3 tuần rồi và 1 tháng rồi thì ông là mấy năm rồi. Thì rõ ràng cái ông nhờ cái sự gia hộ của các chị thiên long hộ pháp rồi hàng ngày
tôi đều có tượng Phật để tôi thắng. Đúng không con? Ông tăng cái phước lên, ông tăng cái phước lên, cho nên ông không có đi liền. Và nó chờ cho tới cái lúc mà phước ông đủ rồi đó, thì ông sẽ xả báo ăn lần, thì ông xả báo trong cái làm như là này, thì ông nhận sạch. Cho nên đối với sư phụ đó, là tụi con tu, tụi con sớm nhiều rất nhiều ma chứ, không biết, chứ không có gì thầy để ý, tụi con bà còn không biết nơi nhiều ma chứ. Nó là hồi đó thầy mới, ba mấy nhập như là cái chuyện mà khi tiên mà nó bị tự tử chết đâu, nó nhập nhiều chuyện. Cái vọng tưởng nó đưa mình đến cái vọng tưởng, tầm bậy tầm bạ. Chẳng hạn như nó tự động nó đưa cái vọng tưởng đó, muốn đi ra khỏi làng. Mà nó tự không ra tự nhiên là thì một ngày 6-7 giờ nó muốn đi khỏi làng. Đây là ba chứ chứ không còn gì nữa. Thì bây giờ muốn sao nó còn bớt lại. Con tụi bình thường đi. Con bình thường trong là đạo của Phật, nó đừng có gì đi quá cái chuyện tu hành là nó sẽ làm cho mình nạn, thấy không? Cho nên trở lại cái vấn đề tu á, mà những cái người mà theo chùa lâu á, xin trải qua cái giai đoạn, thấy không? Bây giờ tôi biết là ông sẽ không có giai đoạn nào rồi, bây giờ bắt đầu nản chưa? Chưa nản hết. Tại vì tôi đi là tôi không thì thử là tôi biết ông tu tới đâu, thấy không? Là người biết tu đâu, tức là người ta đưa cái cô gì cúng cái nhà của đi ngồi đây rồi con cúng cái nhà cho thầy hay không? Con tên gì? Liễu Thạc. Đáng lẽ là cái nhà của nó, nhà con đó là cũng ngon lành, có phòng tắm, phòng ngủ dài, dọn dẹp, nó nở hai bên ra rồi. Không nở ra hai bên rồi, nhưng mà rồi sau lưng nữa. Mà hồi đó con cúng là thầy biết nhà con cúng thì xuất hiện con đó không có gì ở ngoài cái củ dày vòng tròn mà nó đầy đủ hết. Thì tôi nghĩ cái ông này ấy, ông đã từng 6 căn nhà là 6 bà vợ rồi. Thì con người này đã bị thương đau, nửa hồn thương đau rồi. Thì làm gì mà, cho nên mình định giá. Hôm nay tôi muốn tới nơi để tôi coi cái ông lên tới cõi trời sẽ mấy rồi. Không ngờ mất con ông giống gì quá. Chiều khóa gì là ông Phong ấy lạc thì lấy xe điện chạy về lấy cho ra. Ông nó cười trên đau khổ quá. Thế hồi vô thầy thầy ra ông quên đủ thứ đi không tập luôn mà lại dọn rồi đó. Cho nên cái gì ơi, mình coi cái ông này đi nhảy đó thật ra đó, nhưng mà cái mê không là mê của Bồ Tát chứ không phải mê của chúng sanh. Rồi ông chửi cái này đi. Mấy bạn cũng làm á, cần cái gì là con có cho phải mua. Nói, ồ vậy hả? Đó, tức là đi xin cái gì chỗ khác. Để rồi coi mấy bà già cũng làm thì cần cái gì, ông về cái kho của ông lấy, ông chọn. Tức là cái người này tham cho chúng sanh, chứ không phải tham cho ông. Đó là tham tốt, nha. Chứ không phải là tham xấu. Cho nên cái gì ơi, tu nó không có dễ đâu. Rồi bây giờ đó, ông thầy chơi con lên thầy biểu coi. Đúng đâu. Tôi á, hồi xưa tu á, tôi thấy tôi về là ông cơ kiến tôi ngồi ăn gần gần để tâm sự. Rồi cô lũ, con phục sư phụ quá. Sư phụ ơi, cũng kinh nghiệm hộ niệm mà ra sát lợi rồi. Con thấy sư phụ là tại sao tu cái cách nào mà biết trước được mấy viên. Để mà sư phụ, con là sư phụ nói là nếu không được mấy viên sư phụ sẽ từ bỏ để mà vô được mở đó. Thế là khái thành công. Biết không đây là khái thành công. Hồi lúc đầu cứ kiếm sư phụ để tâm sự ngồi ăn. Còn ba, hai ngày nay, với cái lần trước vừa rồi tôi về, trốn không gặp tôi. Để đi vậy, đang ngồi sức hồn á. Đúng thiệt. Ông đâu nói với tôi đâu. Tôi còn chắc chơi mấy thằng đứa này con. Con muốn tu thiền thì đó là pháp của Phật chứ không phải pháp của ma. Nhưng mà con phải hỏi, nếu con tu thiền thì con giống gì yoga thì mình phải chịu gì điều hơi thở, điều huyết áp. Nó trị tại vì khi mình ngồi thiền nó cho hơi thở mình cái nhịp tim mình nó sẽ xuất còn có 50-60 cái oxy mình nó đủ trong nhưng mà cái nhịp thở mình rất là chậm, tim mình nó đập rất là chậm luôn, cho nên nó kêu là sổ tức là con rùa, quy tức cũng là con rùa, quy là con rùa, quy tức là đưa cái hơi thở trở về cho một con rùa nó sống lâu, là nhờ nó điều hơi thở.
thì ông nói hỏi muốn có thần thông hay là muốn có trị bệnh, ông nói trị bệnh chứ không hỏi con thấy không, thì cẩn thận tại vì á con tu cái này đó có sư phụ bên thì sư phụ quan tâm tới cuộc đời tu của con, là tại vì sư phụ lớn tuổi rồi thì ở trong này á cái tuổi trẻ là con đó cái chuyện con làm rất là giỏi, mà thầy thấy con đó không có định tâm được trong vấn đề đó bỏ, tức là cái gì biết khi bắt đầu đề ba cùng thân yêu là lấy chậm cũng không khen, lấy chậm đi nhưng mà tăng thì từ thì từ thì phụ cũng không khen, mà thầy thấy thì có cái gì từ từ nhưng mà nếu tự nhiên là làm vô cũng đánh cái kiểu đó mà sáng được con nghe không tao vô thiền cho lẹ quá cho nên sao tôi biết lớn sao giờ tôi ngồi tôi đứng lên tôi nghe thầy ông đi sai hai ba nhịp giống như một cái đoàn xe tăng vậy đó, mình đi dẫn đoàn đề ba tức là đi cái từ số một chạy xe số là số hai số ba số bốn là cái số năm còn đang chạy số một chạy ok mà số hai ok cái từ số hai chơi thì không chơi số năm luôn không thể không được có đi cái đó tôi đi với ông sao không chạy kịp nhà đi thì cho nó đỡ hao số con có lái ư bỏ số không dù đi xe năm số số tay là đi tới số ba nhỏ số năm thì cũng đi số bốn có không đỡ hao số cho nên nó sẽ bồi thương là khi mà nếu có mọi gì sức khỏe mọi điều mà tìm nó không bị mang chứng nó là tại vì cái tâm họ không tồn trong hơi thở và họ điều hòa cái hơi thở và họ không có mong còn câu ngồi để đầu và thần thông biết trước điều kia đó là ma nó sẽ nương vào cái nội ma của mình muốn nó gạt mình đi và nó gạt mình đi bằng cách là từ từ con tu mà con không gần gũi để chúng con không gần gũi Phật tử và con sẽ tách ra và con sẽ ăn tức là nó bất bình thường không còn ăn chung với chúng nữa mà tách riêng ra là từ từ nó sẽ cô lập là dài nữa đó là tới cái chỗ là con sẽ bước vô trong cái chỗ nào con tu nữa. Thì người đời thì thấy đó là cái tốt nhưng mà đối sư phụ đó là những cái con đường là bị cái loại 52 của ma cho nên cẩn thận tại vì con bây giờ đó là so với cái hệ thống này còn trẻ mà con bây giờ là cái tâm con không phân biệt được ông này ông không phân biệt được cái tiếp này chúng tụng nhận đến họ thành khi ông lên cái ảo lên lại ông không có để ý là ông đi quá đẹp thà con đi từ từ con lên từ từ không sẵn đó không có chạy về của con sáng con lên hai lần rồi thì trước tuần này một lần là sư phụ có một lần là sư phụ phải tụng không bỏ mà con có cái là con làm như con lúc đó là cái tâm con có nghe cái speaker nó đặt nó rộng lớn mà thì con không có bắt được tiếng cái âm của người chú con cái đánh lại đánh lại con đánh đón vậy thôi phân tâm phải không tại sao đánh không có bắt đi đi trước được chứ mỏ nặng thì nó chậm thì đúng mỏ nặng thì nó nặng lên cụ hồng đức á thì cụ cụ đánh mỏ cũng khô cụ hồng đức á cụ là người nữ yêu nhất mà cụ đánh mỏ hồi xưa cái ông giỏi nhất á là ông tề giác tề giác đánh rất giỏi sau đó tề minh không đánh giỏi tề minh sau này không đánh tài tướng nữa rồi kế đó là cụ hồng đức cậu đánh nhẹ cậu đánh kêu là phủi mỏ cho cậu đánh mỏ cậu phủi rồi cậu nhờ cái microphone nó nâng lên thành ra cậu đánh cậu con á đánh chậm được nhưng mà tăng từ từ cái mỗi một đệ cậu tăng một chút thì người ta nhận theo không sao còn thì cậu nhảy một cái á là cậu nhảy đi trước hai nhịp người ta không có đi được mà sư phụ lúc đó thì sư phụ chỉ ráng mà chiều để ngồi để nghe con người ta đi theo xong thôi chứ làm sao thầy theo con thì đệ tử cũng theo được mà sư phụ mà theo đệ tử đó thì nó cũng chọn qua cho nên thấy con có cái phương tâm đó nếu mà người tu thiền thì người ta không có cái phương tâm đó mà con lại không có bắt được cái âm điệu với đệ chúng cho nên cẩn thận tại vì cái giai đoạn của con á là giai đoạn á là nó sẽ đi tới cái chỗ thành ra tốt hoặc là nó đi tới cái chỗ là thành ra là xấu đó con tu đệ tử là để ý là biết được nha hiện tại thì bây giờ đó là con vẫn làm những chuyện Phật sự, con vẫn lo những cái chuyện ở trong cái thờ tự của các địa tạng này nhưng mà thầy thấy con bắt đầu là hình như là nó rút nó xa lời của đây chứ. Tôi nói cho thầy mấy câu
ly chúng là căn bản, hữu ly sơ là hữu bản. Mình ở trong đại chúng mà mình từ từ mình lui mình rút ra đó là có cái gì không? Đi tức là ở trong đại chúng mình là một cái bánh xe, trong bốn cái bánh xe mà chạy dăng như một cái bánh là hộp số nó không thừa, cho nên tụi con mà chạy xe mà ô wheel ride thì không biết. Khi thay tôi hỏi nó không biết chiếc ô wheel ride, có một phần tử nó cho tôi một chiếc ô wheel ride cũ rồi, tôi ra tôi thay nó, tôi thay nó một cái thôi. Thì ông Mỹ ông nói ông phải thay bốn cái chứ, tại sao thấy tôi còn chặt không phải cái hộp số của ô wheel ride đó là thay nhỏ phải thay được người. Tụi con hiểu gì là chắc mình kinh khổ. Nếu mà ông ô wheel ride thì ông ra hai bánh một người cũng không sao. Lần này ông thay cái này tôi bảo là 24 tiếng ông hộp số. Tôi nói mẹ nó dễ lắm, của tôi thay một cái đúng thì 24 tiếng, 23 tiếng là được hệ số. Thì con đường tu hành cũng vậy. Ý thầy nói là con phải đi hoàn nhiệm và như đại chúng, không có thể nói tách rời riêng. Mình có thể làm chương trình riêng nhưng mà phải nói cho sư phụ biết con mình đi cái đúng này không. Tại vì con mà bị cái chuyện ma sự hay cái gì đó, thầy không nói con bị nhưng mà không trước thầy hỏi là con nói con tu thiền để con trị bệnh. Thì cái đó là tốt. Tu thiền trị bệnh đó thì nó thuộc về cái phần là cái này kêu là gì, sắc tướng mà nó không thấy được, nhưng mà cái thọ tưởng hành thức ma gì thì nó thuộc về tinh thần, cái cảm thọ, cái cảm thọ, thọ sắc. Còn bây giờ như vậy đó, ma nó dùng cái dụ cũng dễ lắm. Thí dụ giờ con đó, đang có một cái bệnh nào đó con biết không? Mệt quá thì không biết. Đúng cái là con ma hối đó thì con mời con chụp tượng, con nói phải chi bữa nay có cái món gì tôi ăn. Thì ngày mai con ma đó nói, nó đưa một cái người nữ nấu đúng cái món đó luôn. Rồi con khởi tâm vào niệm cái gì đó, mà cái tưởng đó, ma nó đặt thế giới của chụp tượng nó làm cho con vừa ý. Rồi lần lần cái cô Quy Thị mà cái dòng họ mà của thân cận Quy Thị có đeo, ví dụ cổ nó gì tôi uống tôi mất cái món này tôi nhờ thầy soi dùng cái con Quy Thị, là con ma nó soi cho biết là ở bên trong cái chỗ đó là lấy bắt đầu phải là đồ của Quy Thị của đồ đó. Từ ngày khỏi tôi nhát quan tâm người tập con này xong thấy không. Và từ từ đó con là một ông tăng lo cái chuyện tăng bảo của kinh niệm Phật đã thành một ông thầy bói giống là con không hay đúng không, thành một ông thầy bói mà những con từ một ông tăng hay nở trí huệ thành ra một ông thầy bói, thấy không? Mà thành thầy bói rồi thì chưa có hại gì, vẫn còn cái hào quang của sư phụ là chân pháp. Tới ngày sư phụ nằm rồi thì con lại phát triển, giữa con và thầy thầy thông sẽ có một cuộc để mà bầu lên. Ông thầy thông thì không có giỏi gì, giỏi giống giỏi gì bắt được trên đời thôi, còn con giỏi gì thầy bói, mà thầy bói thì mấy bạn mê không? Mê không? Mê cho nên phòng con làm là chủ trì. Cười cho nên á, và nếu lúc tôi đi con thầy nói cho nghe đó, trong cuộc đường tu hành á, vì thầy thấy nhiều ma chướng dẫn đi tập bậy rất là đẹp, cho nên á soi thấy thân thì không thật, mà quan trọng sắc là mình biết rồi, sắc nó không có lợi được. Nhưng mà sắc á, sắc này nó có sắc đẹp nữa. Cái người này ở trong thầy không thì nó không bao giờ, nó biết đâu đã sáu đời hương phấn rồi, thấy không? Bây giờ hương ma đẹp là không có tội lỗi không? Chưa biết nữa. Hương ma con phải hỏi ông đi tu làm cái gì? Chưa biết là phải tu làm cái gì? Vậy đứa con ma là không có đầu tao không có chưa biết. Không dám mới được. Cái người đã là kinh nghiệm đau khổ đầy đủ rồi chứ sợ. Lý do gì mà con theo sư phụ hoặc cách con còn bà vợ phải không? Có tài sản này, bà vợ rất là thương con này, đúng không? À, bà nhà chịu cũng không bà lớn ba đâu. Bà thứ sáu đúng không? À, bà thứ mấy? Thứ năm trong sao? Nhớ lại, bà thứ sáu này. Nửa cúng đó là phải nhớ cho đúng nha. Cúng
nhà nào có cộng đồng đó, chưa biết thì bây giờ con theo sư phụ để làm gì, đi tu làm gì, rồi lại con đi tu làm gì, phải có ý tưởng đi tu làm gì. Nhà cũng bán ở dưới kia rồi, em nó cũng có nhà nhưng mà nó độc thân, thấy không? Nó còn có 3 tháng nữa là
ngon cái này cũng biết. Tôi được chiến thắng rồi. Giờ mà nghe cái anh này ta có thiếu quá mà có tiền thì chỉ là vui, trong khi mà giá được là nó khóc. Khi mà còn mẹ đó, nó lại có về đó, cầm tiền có thấy cái cảm xúc của mẹ không? Mặc dù biết mẹ còn cho em không, cho những đứa cháu điều gì, cho nhiều lắm nhưng mà không thấy cái đồng tiền mình nó có giá trị là để được niềm vui cho mẹ. Còn bây giờ cái đồng tiền con còn kia nữa là có thể là vui hay không được. Mà không có tiền ra mua đồ trên đời. Thành ra tụi con thấy hiểu đạo rồi đó, thì tụi con thấy là bữa nay thầy giảng cái này Đức thầy hay la cái chữ hiếu và nói về những cái biến động của người tu nó không phải đơn giản. Rồi đó là để những người lớn tuổi đã qua cái thời kỳ mà nó ái dục rồi, còn những người mà trẻ tập chết được họ là vì cái thân xác này nó tấn công họ, cho nên họ nói là đi hỏi cái năm dài đi hỏi năm dài đã bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 74 rồi. Nghe nói còn có gì Việt Nam tính chứ giờ nữa. Dạ không có, tại Đức đồng thôi. Có một người bạn của con mà gọi cho sư phụ nó nói nhà á, ông bạn là thầy thầy sao biết con có gì Việt Nam qua phải không? Dạ. Và con về con hứa với con nào con lại là bảo lãnh. Đâu có đâu. Có không? Dạ. Thì tôi với cả thầy biết gì mà nói, tôi biết là những cái chê nó bị dương rồi. Theo sư phụ, bạn con không biết, nó là chuyện vơ lên, thấy không? Con nào chưa tỉnh, thấy không? Anh thử chỉ, bởi vì nó phải gọi theo giờ thân sinh con vậy thôi, cho con ngồi đợi đó, từ công mà bại nó làm sức tội đúng không? Thầy nghe cái tên đó thầy cực lượng nó nát, con thấy nó già bây giờ nó là người gái, nhưng mà bây giờ nó, tôi thấy ông chỉ cầm cái điện thoại quẹt quẹt nó làm gì hết. Có không chứ? Chứ từ nhỏ con vậy chứ còn có làm gì chứ không? Cầm cái điện thoại quẹt quẹt. Cái hồi hồi đó lúc mà con nó cưới cái kia tại cái nhà nhà hàng thứ tư. Nhớ chưa? Là ai giữ nó cưới người ta coi. Quá. Ăn nhiều lắm con mà lơ mấy cái đi xài nữa. Từ trong tiền bạo nhưng không biết. Năm cưới sau này cái thầy nghe cái là tôi kết gọi thầy nó nói con báo cho thầy biết con ly dị chứ nó già nữa ủa mới đây sao lại như thế trời ơi lấy chồng nhà chồng mà không làm được cái gì thế cái gì cũng phải nhờ con không thầy nào qua kia nghe thì nói con về Việt Nam chứ cứ bà nữa thầy đẹp có phải rồi. Thì là có thiệt hả? Dạ không có. Mà lý do sao mà để cho những tính nó ly dị con vậy? Dạ con đâu biết. Rồi giờ chưa nha, bây giờ chúng ta cũng bây giờ lấy mình ra 2 tuần 2 tháng.